xanh, xanh xanh trời mây. Ông sáu, ông hai thắm tươi trên môi nụ cười. Hò hơ 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 hơ, hò hơ 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 hơ. Chân trước chân sau, sang trái sang ngang, lắng nghe bao câu chuyện cười. Cô sáu, cô hai, ông hai, bà bảy, bà tám, ông mười, cậu út phương nam. Rập ra rập rình thì tha thì thúc vợ khóc vợ cười. Chân trước chân sau, sang trái sang ngang, lắng nghe bao câu chuyện cười. Hài phương nam vui lắm mà nghe. Con gái hay yeah, oh, 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 oh. Là con gái thật tuyệt. Ồ, mua Phật à. Gì à? Ồ, dạ. Gì má? Ai biết đâu. Gì? Chọc gì má à? Khùng á, chọc gì? Gì mà chửi tao khùng mày? Khùng nhá. Dạ, dạ là tao thấy cái mặt mày vô tri lắm nha. Cười rất là vô tri nha. Nó dám chọc đầu. Vậy thôi được không? Tâm sự thân quá hả? Nói thiệt luôn á, tôi nói khổ lắm. Không có con á là khổ cách khác, còn có con khổ gấp đôi. Ai làm gì má đâu má khổ. Khổ chứ. Thì xấu hổ nữa. Người ta đi ra chợ á, dắt con theo thì con nó xách đồ. Còn tôi hai đứa con, ngày hôm nay tôi dắt nhỏ này, ngày mai tôi dắt nhỏ này, mà lúc nào má cũng phải na cái vỏ đồ. Rồi xong rồi na thêm cái nón, không có đứa nào mà tao nói phụ hợ được cái gì hết. Thôi, có nghe không? Sáu ngàn sách, sách nặng nè, nặng. Hôm bữa là con đi chợ với má ha, là con sách phụ má nó chứ gì, tại má mua nhiều quá phải sách tiếp má đó. Hay quá, tao chỉ sách nguyên một cái vỏ đồ gì mà sách được cho má được bó rau. Hay ghê, hay thấy sợ. Mà nói thiệt luôn á, cái chuyện đó không đáng đi. Coi như ta là mẹ đi, ta hy sinh vì con đi. Nhưng mà con cái phải hiểu tấm lòng cha mẹ chứ, lớn rồi, nuôi ba mươi mấy năm rồi. Sao vậy, không làm ơn lấy chồng giùm tôi một cái đi, cơm gạo đâu mà nuôi hoài. Ủa? Thấy không, người ta ra đường á, người ta bây giờ làm bà ngoại. Còn tôi thì sao? Trời ơi, nuôi hai con vịt trời. Nó thì tụi bay giống như là hai cái hũ mắm mà tao che đầu giường vậy đó. Hiểu không? Nè, cỡ mày ha, con người ta học cấp 2. Hiểu chưa? Mệt má quá à. Nói chung á là con á, con không có thích lấy chồng. Con còn muốn đi chơi. Thôi má, má 30 tuổi rồi má. Má không phải trẻ đâu mà đồ đi chơi. Má nói chung bà ế quá lâu rồi, nó nghe nè. 30 năm mà ế tận 30 năm không một ai ngó là cái này là nghệ thuật nha, không phải đơn giản đâu. Hiếp. Nghệ thuật cái gì? Nè, mày nói tao hay quá ha. Mày coi lại mày đi nha. À sao? Mày cũng già cái đầu rồi, ăn ngủ suốt à, không có làm được gì hết trơn á. Trời ơi, dù sao tôi cũng bỏ xa chị mấy chục mối tình nha chị gái. Trời ơi, đỡ hơn mấy người tới giờ còn chưa biết nắm tay là cái gì. Lúc kể tôi, ủa tôi nắm tay chi rồi tôi cũng mấy chục mối tình như mày. Thôi, hay quá ha. Trời, hãnh diện dễ sợ luôn á. Đứa thì kêu thích ở mình vậy cho trai thèm chơi, còn đứa thì mấy chục mối tình dắt dài. Rồi rốt cuộc con nào hốt không? Không hề nha, không hề. Nói tóm lại, bắt đầu từ ngày mai má sẽ kén chồng cho hai đứa tụi con. phải. Bây giờ má kén đi. Bây giờ má kén được chồng, con thấy ngon ngon là con vô liền. Làm ơn tém cái nết lại giùm má nha, nha. Còn con này banh cái nết ra, đừng có tém quá. Để con nói cho mẹ nghe, tâm hồn này vẫn còn trẻ. Xuân đang tới rồi nên Trinh còn muốn đi chơi. Tú, giảng mà không? Tao muốn phóng cái bình trà vô mặt nó đã. Xong. Chuẩn quá, chuẩn quá. Nhà có hai đứa con gái chưa chồng cần tìm rể, trai chưa vợ xin mời ứng cử. Trai có vợ mà ly dị rồi cũng được. Tại sao mình ngu quá ta? Mình không để là trai chưa vợ chết vợ cũng được. Không được, xui lắm, xui lắm.
Vậy đi, già trẻ bé lớn, miễn đủ tuổi là được. Rồi, vậy bây giờ mình sẽ ra ngoài đón trai cho con. Chị sửa trước. Thôi chị kỳ quá đi gai coi cho em. Chị sửa trước cái đã. Chị kỳ quá. Mỗi đứa sửa chút xíu nha. Ok có gì. Bỏ cái này luôn hả? Ê đứng giữ nguyên hiện trường, tịch thu tan vật, đóng nắp viết lại. Rồi đây đứng đằng sau tấm bảng, đứng đằng sau tấm bảng, giữ nguyên hiện trường, tịch thu tan vật. Sao các con, má làm gì không vừa lòng hai đứa hả? Dạ không có má. Có ý kiến gì để phản đối má không? Dạ không, tính thêm vô thôi. À thêm mà hả? Không sao. Má thấy tụi con có đầu óc sáng tạo, cũng như là có cái ý chí để mà giống như là mình có cái chính kiến của mình đó. Tốt, má không la. Hai đứa vui vẻ cười lên, nhìn thẳng về phía trước, cười lên. Tao đã coi. Chờ má chút nha. Hai đứa cầm giùm má cái này đi. Cái gì á má? Cầm đi, bớt hỏi đi. Cái gì vậy? Sao ổng nói vậy? Này cầm nè. Xong. Đọc đi. Đứng thẳng vô. Má. Gì? Đứng vậy nó mới vô hướng mũi tên nè. Ừ thì đó, đứng sau là ngay mũi tên là được. Dạ. Rồi các con để cái mặt vui lên. Vui lên, cười lên. Cười cho người ta thấy hàm răng luôn. Cười. Cười nha. Cười. Cười nhe răng ra, nhe răng ra, đúng rồi. Nhìn thẳng về phía trước đừng nhìn má. Đó. Đứng đây tới chừng nào là có người tới cưới thì mới thôi nghe chưa? Hả? À, chào hai em. À, anh chào em. À, chào. À, anh chào em. Kiếm ai vậy? À, tôi xin tự giới thiệu. À, tôi là Tới, con của cô Sáu bán cá ngoài chợ. À, tôi nghe đồn là ở đây đang kén chồng, cho nên là tôi là chồng tương lai của hai em đây. Không có kén gì hết trơn á. Không có kén chồng, kén cây, kén ghế gì đây. Đi về đi. Ủa, mắc gì không kén chồng, vừa thấy ghi cái chữ kén chồng rõ ràng. À, biết rồi. Chê tôi đúng không? Chê tôi ốm đúng không? Nè, ốm thôi, mình dây vậy thôi. Khỏe lắm. Khỏe? Khỏe, cường tráng lắm á. Ốm gì vậy? Ốm vậy thôi, nhưng mà sức khỏe tốt. À, chừng nào tốt? Thì hơi bệnh tí xíu thôi, gì đâu. À, là đang bệnh đúng không? À, thì nói chung là tại vì tôi chỉ bệnh những cái ngày gầm thôi, còn những ngày thường thì tôi khỏe. À, vậy chừng nào khỏe thì quay lại nói chuyện. Thì bây giờ tôi khỏe nè, tôi đang đi vô làm chồng hai em đó. Tôi nói là không có kén chồng gì hết trơn á. Tôi không có thích mấy người mà bán cá. Tôi ngày xưa tôi ăn cá tôi mắc xương mà tôi không có thích cá. Đúng rồi, tới lớn á tôi ăn cá tôi thấy nó bị tanh lắm, tôi không thích ăn. Nói chung là nếu mà hai em không ăn cá thì nhà anh bán cá giàu mà. Giờ anh bán cá xong mà anh có tiền anh mua thịt cho hai em ăn. Thì nếu vậy thì anh sắp xếp như vậy được không? Nếu mà bây giờ tới đây về không thì cũng kỳ. Thì thôi tôi xin phép cưới luôn cả hai em. Cả? Khó quá đúng không? Nếu vậy thì tôi sắp xếp như vậy. 2, 4, 6 em ở với tôi, 3, 5, 7 em ở với tôi. Còn chủ nhật thì mình đi chơi chung. Thôi đi chơi chung. Đi chơi chung. Ủa cho hỏi là bộ sao cười vậy? Hiểu. Cười nhau hiểu không? Là ế quá đúng không? Gì? Thì là ế quá thì tôi vô tôi làm ghế tôi lấy luôn hai em. Kìa. Cái gì? Cái duyên kìa. Cái duyên ờ. Gớt mà gà lụm đi. Ủa? Cái mắc gì phải đi gà lụm? Có hờ có hê có duyên chết liền mà. Nè, bởi vì tao nói rồi, ế là đúng lắm. Cái duyên của hai người phải đi gà lụm mới đúng.
tôi, mắc gì tôi phải lụm. Trời. Ồ. Oh. Trời. Ê. Ê, đứng lên, đứng lên. Nè, anh quá đáng lắm rồi nha. Anh láo cá lắm rồi nha. Đây vậy. Đúng là, ế là đúng rồi. Quá vô duyên. Trời, không. Vô duyên không, vô duyên không. Từ. Gãi bánh, gãi bánh á. Gãi bánh. Ôi. Gãi đi. Bush. Ê, ê, ê. Cái này không được rồi đó. Xí nha. Má, má mà biết tôi với bà mà đi đuổi người ta vậy là má quýnh hai đứa mình bằng mặt luôn á. Ủa quýnh gì vậy không chịu đuổi nữa hả? Trời đất ơi, nó sỉ nhục mình vậy không chịu đuổi nữa hả? Ờ ha. Ê, dù gì mình cũng là con gái mà ta. Thì bởi vậy trời đất ơi. Kỳ vậy? Tôi tự nhiên cái gã bán kiểu này vậy? Không được rồi đó. Ba hai. Nghe lời chị hai. Dẹp cái này đi. Trời đất ơi, trời đất ơi, đứa nào? Đứa nào dẹp mất hai cái bảng này của má rồi? Tú! Trinh! Ra đây biểu coi! Tú đâu rồi? Tú đâu? Để biểu. Tú! Mày nói cho má nghe. Đứa nào dẹp hai cái tấm bảng của má? Con không biết. Ở nhà để má tin tưởng con nhất. Trinh! Dạ? Ai dẹp hai tấm bảng của má vậy? Dạ... Ai vậy con? Ai vậy con? Là ai vậy con? Là con nè. Trời ơi, trời ơi. Mày dẹp hai cái tấm bảng hàng kia, tao đứng ra ngoài cả buổi trời không thấy ai vô đây hết trơn. Trời ơi má, con lại má luôn á. Má đừng có gã bán hai cho em con vậy nữa được không? Sao được con? Trời ơi con ơi, mình lớn rồi mình phải lấy chồng chứ. Con làm như vậy á, con biết không? Bà con hàng xóm láng giềng dè biểu má, nói má đẻ ra nuôi lớn mà không có biết dạy tụi bay. Trời. Thiệt má nhục nhã lắm. Thôi mà má, dù sao hai chị em con cũng cũng gái đẹp bộ, phải đơn giản đâu mà má để vậy nhục dạ. Chết luôn à. Cái gì? Nhục? Ừ. Con thấy nhục lắm hả Trinh? Nhục lắm má. Nhục lắm hả Tú? Nhục. Dạ. Trời, không có cái nhục nào mà nhục bằng cái nỗi nhục mà mình lớn tuổi, mình già đầu ba mươi mấy tuổi rồi mà không lấy được chồng á, con hiểu không? Một mình nuôi hai đứa tụi bay lớn khôn vậy tới giờ muốn giựt vợ gả chồng mà không chịu. Thiệt, bây giờ mặt mũi nào mới muốn tao xuống dưới tao gặp ổng thôi để tao chết đó. Má, má, má. Mày xin lỗi đi. Bà làm hôm nay bà gan quá trời luôn, bà cãi má luôn mà. Tao chui xuống đất tao chết. Nhục nhã lắm. Thôi tụi con, tụi con cứ cố gắng làm cho má vui mà, má đừng có buồn nữa nha má. Giờ sao vui không lấy chồng chết luôn cho rồi. Má ơi. Sao? Đẻ con ra nuôi con lớn lên mà nó không chịu lấy chồng. Bây giờ vậy làm sao? Chưa có đủ. Đó, vậy là má sống tiếp với hai đứa. Ông ơi, tôi vô thắp nhang cho ông nè. Đến đây nha, chừng nào có chồng tính nha con. Xong. Hay quá các con ơi. Ngày hôm nay dứt khoát là phải có người tới đây lấy hai đứa. Má ơi, má kén chồng gì ghét má làm như là hả tuyển nhân viên vậy má. Ừ. Ủa bây ngộ quá. Hôm nay không có người nào lấy. Ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt. Hôm nay má viết chữ đẹp, má thấy cảm giác con người má sảng khoái lắm. Có nghĩa là má sẽ kén được một thằng rể quý, hiểu chưa? Trời ơi, má kén được rể quý chắc nằm mặt trời một đằng tay á. Con gì ai vậy? Không có biết cái gì hết, nói tầm bậy bạ xui xẻo phun nước miếng nói lại. Bậy, mất vệ sinh. Má nói chơi thôi, con gái còn phải tém cái nết lại con. Má còn thiếu cái gì ta? Má vẽ thêm trái tim được không? Trời ơi. Ở bên đây thêm trái tim. À. Ôi, ôi. Ôi, nó tươi quá con ơi. Chắc chắn hôm nay sẽ có rễ quý tới. Dì ba, dì ba. Dì ba ơi. Ơi, ơ. À, các con. Dạ, à, chào xin con. Lỗi. Phải đây là nhà dì ba không ạ? À phải, tôi là dì ba đây. À, chào hai cô. Dạ. À, thì tôi đến đây là tại vì qua cái lời giới thiệu của bên cô Tám á. Cô Tám? Dạ. Cô Tám. Cô Tám nào ạ? À? À, dạ, không biết à. Cô Tám nhà của, nên có anh là chú Năm với lại dì Hai đó. À, nhà cô Tám. Dạ. Có quen biết với chú Năm với lại dì Hai. Dạ. Là ai vậy?
À, thì bên cô Tám kêu con là qua bên nhà của dì Ba, tại dì Ba là đang muốn kén rễ. Đúng rồi, đúng rồi, đang kén rễ. Dạ. Chẳng hay cậu lặn lội. À, không phải đi đâu, hồi nãy tôi thấy như cậu lăn qua phải không? Dạ, không phải lăn đâu ạ. Tại vì thấy con vậy thôi chứ tướng con cũng nhỏ hơn dì mà. Con. Dạ. Năm nay là con bao nhiêu tuổi ta? Dạ thưa dì là con được 42 tuổi rồi. Trời. 42 tuổi. Dạ. Ôi má ơi, 42 rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, còn nhỏ hơn má, còn nhỏ hơn má 10 tuổi. 42 mà chưa lấy vợ là cái gì lắm á nha. Mấy đứa ngộ quá. Chưa lấy vợ mới lấy tụi bay. Dạ. Bây giờ con cho dì hỏi nè. À, con có thể trình bày cái sơ yếu lý lịch của con. Dạ, con tên là Ba Đực. Ba Đực. Dạ. Nhìn là biết Đực rồi. Dạ thì nói chung là tại vì cuộc sống của con á gì là con cũng lang bạc kỳ hồ lắm. Nói chung là con cũng đi làm công việc như là phụ hồ. Ai kêu làm gì làm đó. À dạ. Dạ là... con sống tình cảm nội tâm lắm. Vậy chẳng hay là cuộc sống của con là trước đây con đã từng có người yêu hay là có những cái mối tình bắt vai nào chưa? Không, trời ơi, làm sao mà có người yêu được. Trời, 42 tuổi là mình làm con đâu có ế đâu. Con đẹp trai mà. Không. Dạ, con đã trải qua ba đời vợ rồi. Không sao, không sao, không sao. Không sao. Không sao. Không, bên này có nói là thí dụ có ly dị vợ thì không sao mà, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Con ấy mà. Trong cái phụ lục nó có con. Đúng rồi. Con có ba đời vợ và con cũng đã xử lý hết xong hết ba đời vợ rồi, ly dị. Đời vợ thứ nhất của con như thế nào? Sao ly dị vậy anh? À, ly dị là tại vì nói chung là có những cái yếu tố nó cũng phức tạp lắm. Ở chuyện gia đình mà. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Đời vợ thứ nhất thì nói chung là đợt đó là tôi về là tôi đấm vào trong hai con mắt nó bị đau là vì sao? Thứ nhất là do nó không chịu ra làm ruộng mà nó cứ tối ngày ở nhà làm móng tay móng chân này nọ, không chịu nấu cơm nấu nước. Tôi về nói quá nên dì Ba cũng đập vô trong mắt nó, đập mà nói chung là quá tai tệ, nói chung là có nhậu xỉn chút xíu mình về mở tay đấm vô hai mắt nó. Về mới vậy thôi mà nó đòi về trở về nơi sản xuất thì ok, mày về thì cho mình về luôn vậy thôi, chia tay. Ly dị là đời một. Còn đời hai thì nói thẳng ra là mình không có đánh đấm gì hết, không đánh đấm. Đó, vậy mà nó cứ đi tắm ao. Tắm ao. Mà nó rồi ra tắm ao, tắm ngoài ao á. Rồi sao con? Nói rồi. Trời ơi, đàn bà, con gái, phụ nữ mà đi ra tắm ao mà tắm với mấy đứa con nít, trời ơi, nó còn gì là thể thống nữa. Trời ơi, tắm như nít mà đâu có sao đâu, phải tắm ao người lớn mới sợ chứ. Không. Tại sao? Tắm với mấy đứa con nít mà tại sao lại tắm với mấy nít lại không ôm mấy đứa con gái mà lại ôm mấy đứa con trai là sao? Thì nhiều khi nó muốn lấy cái vía để nó đẻ con trai. Không, lấy vía cái gì? Với con là chuyện bình, cái đó chuyện không phải là bình thường được. Trời. Tại sao là không ôm mấy đứa con gái mà lại ôm mấy đứa con trai là không được, chứ con được. Tại con chấn nước là xem lần đó là xem chết rồi. Con trở về nơi sản xuất luôn. Dạ, còn đời thứ ba thì á là lúc mà kêu con mua tô cháo lòng về cho ăn đó. Tự nhiên ăn cho đã xong cái kêu anh. Anh dồi đâu, mua thiếu dồi. Cục thịt dồi. Dạ, cái con ra con mua dồi thì dồi hết rồi, con mua cục phèo về. Tự nhiên cầm cục phèo nè, ông ăn đi. Ông ăn giọng nhét trong họng con vậy đó. Trời, phụ nữ nóng tánh quá. Như vậy là đâu có được. Con mới chỉ có chịu đơn giản, nó cầm cái tô con hất nhẹ vô mặt cho con chỉ nói là con nghĩ là con đang cầm vậy nè, con đang cầm thí dụ như cầm đâu đi. Thí dụ như cầm cái tô. Cầm cái tô. Đó, cầm cái tô như nè. Chửi đi, ông ăn đi. Ông ăn đi. Đồ tạt đi mặt con, cái con đâu có làm gì đâu, con lấy cái tô còn lại đó con này mẹ ăn phụ cho đi ra. Trời con ơi, cháo nóng mà con làm gì chết chứ rồi. Nó phun vô mặt con đâu được. Nó phun vô mặt con mà con nhịn đâu được. Rồi bây giờ nóng hổn lắm luôn á má. Thì dạ. Đó, cháo nó nóng dai mà nóng hổn rồi bây giờ. Đó, đợt đó con bị phỏng lưỡi rồi, bị phỏng nguyên gương mặt rồi. Nói chung là cũng về lại nhà sản xuất vậy thôi xong. Má ơi, chết rồi. Dạ thôi dì Ba cũng bình tĩnh, đó là cái chuyện đã qua của con rồi, cái quá khứ rồi. Và khi con đến đây thì con thấy hai bé rất là dễ thương. Dạ nói chung là được, và cho con cưới luôn hai bé cũng được. Để má cái gì cũng vậy, từ từ dục tóc bất đạt. Xin lỗi con. Dạ. Thật sự ra thì ngày hôm nay là ngày đại hội kén chồng. Nó đó, con tới đây là gì đó mà. Dạ đúng rồi. Dạ. Dạ. Con gà nhà dì nó hình như nó cũng không có ưng lắm. Ưng cái vụ này nè. Dạ. Nói chung á là dì thấy là con cũng dễ thương, đẹp trai, cũng không có cao. Đó. Trời ơi, cho phép con kêu bằng má luôn nha. Tại vì sao biết không? Tại vì rất là nhiều bà đó coi con, nhìn con cho đã xong nói mày lùn như vậy là tao không thích mày. Nhưng mà má là dành cái từ ưu ái với con là con không được cao. Con cảm ơn má. Đúng rồi, con không được cao. Dạ. Con thấp về mặt ngoại hình. Ê, Thôi. Ôi, đúng rồi. Thôi con, mình cái gì cũng từ từ con ơi. Đâu phải là của để muốn làm gì. Dạ không, thì trước sau cũng là của con nắm tay. Dạ không, giờ con nắm đỡ má đi. Không được đâu, con đâu ra đó đàng hoàng. Rồi, vậy đi. Con không có được cao.
Dạ. Con thấp nhưng mà con thấp về cái mặt nhận thức của con luôn. Con hiểu không? Gọi là mấy thằng lùng á, lùng nhùng á, hiểu không? Má lùng, thấy... lùng mà còn nhùng là sao ạ? À, là lùng nhùng lùi nhùi á, con má, hiểu má, không? Má, má. À, không. À, cái cách đối xử với con về phụ nữ như vậy là dì ba không có chịu, không dám nhận từ má nha. À, nên dì ba quyết định là dì ba không gả con gái cho con. Bởi vì á, con gái của dì ba tuy là nó có hơi luống một tí nhưng mà nó cũng là con gái còn nguyên, xinh đẹp, không nết na nhưng mà cũng cao ráo chứ không phải là lùng nhùng. À con nhìn cái gì ạ? À? Má ơi! Con đứng im đó đi, má cũng thấy sợ nó lắm. Nhưng mà dì thấy cũng không có nên gả cho con ha. À, nên thôi xin mời con về cho. Thôi đi ra, con má. Rốt cuộc là không gả hay gì ba? Không, con tôi nuôi lớn, tôi cho ăn cho học, rồi bây giờ tự nhiên cưới nó về đầu hôm sớm mai bắt nó đi cày ruộng, rồi bắt nó tắm ao đè nó ra quýnh, rồi kêu ăn tô cháo, ụp nuôi tô cháo vô mặt nó đâu có được con. Con gái của dì nó luống một tí mà dì thương, hiểu không? Ủa sao cô tá mà nói kỳ vậy ta? Bà nói là qua đây đi rồi rốt cuộc là thế nào cũng có vợ, mặc dù tướng mày dòm nó thấp thấp nhưng mà mày qua đây chắc chắn là có vợ. Rồi qua đây dòm thấy hang mắm này thấy có đâu gì đâu hay trời. Trời ơi nhìn giống như con giống tâm thớt. Con thì trời đất ơi hai cái môi bờ môi nhìn trời đất ơi thì. Vậy ca nè. Vậy ca, vậy ca. Vậy ca, vậy ca. Bây giờ muốn lấy á, lấy tôi nè. Bà giá mà được không? Ở đó phải lấy cỡ này thôi. Dạ không, thôi không được đâu. À nói chung là mỡ không thể nào đụng mỡ được. Tại vì nếu mà mỡ đụng mỡ là sẽ bị mỡ trong máu. Dạ không được. Vậy bây giờ mời về cho. Còn nếu không về, con. Dạ. Dạ. Đóng cửa thả chó tiễn khách. À thôi, nó nghe nè, để tôi về. À, cô Tám ơi, con không thích bên này nữa nha. Vậy đi. Trời ơi, hai đứa. Ôi, sợ quá má ơi. Không, 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 bây giờ má thiệt sự là má xin lỗi tụi con. Sau cái chuyện này là má sáng mắt ra rồi, hổm rày má cũng biết má sai. Nhưng mà má nghĩ là thôi muốn gả cho mấy đứa. Mà má thấy là cái thằng kia thì nó đánh giá tụi con, làm tụi con xấu hổ, hạ thấp cái danh dự của mình. Còn quỷ này nó không có biết trân trọng phụ nữ. Không, mà nếu mà gả tụi con mà đi như vậy á, khổ đời tụi con. Dạ. Thà để tao nuôi bay thêm còn vụ kén chồng dẹp luôn. À, ủa má, dẹp. Má, má. Dẹp hết. Má, không, 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 không kén nữa má. Khỏi có kén cái gì hết trơn hết trụi á. Xích ra coi. Ơi, má, 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 má ơi. Từ rài sắp lên. Cứ là hũ mắm treo đầu giường của má, hiểu chưa? Má ơi, thiệt má. Không má? Má. Má ơi. Ủa, gì ba đâu? Chồng ơi. Tôi sợ luôn á. Hồi nãy bà nổi nóng lắm, dạy tôi nói chuyện kiểu đó tôi sợ lắm á. Tôi thì hồi đó giờ tôi có ăn có học mà hên đó nha. Vợ tôi không biết á, vợ tôi mà qua được cái bà giết luôn ba đứa luôn á. Ôi, cảm ơn anh nhiều lắm á nghe. Mà nó nghe nè. Dạ. Nghĩ sao á, hai cô đẹp mà dễ thương vậy mà để cho má bà làm cái từ cái bản kỳ vậy. Đài biết tại vì má sợ tụi tôi ế á. Tôi nói nghe nha, ế hay không là do bản thân mình thôi. Tự bản thân mình với là duyên là do trời định. Chứ bây giờ mình có muốn cỡ nào cũng không được đâu. Thôi, nói nghe nè, tôi giúp vậy thôi nha. Giờ tôi về à. Cảm ơn anh nha, cảm ơn anh nhiều nha. Chúc mừng là chồng ba. Má về. Xanh 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 trời mây, ông sáu ông hai thắm tươi trên môi nụ cười. Hò hơ chân trước chân sau, sang trái sang ngang, lắng nghe bao câu chuyện cười. Cô sáu cô hai, ông hai bà bảy, bà tám ông mười, cậu út phương nam rập ra rập rình thì tha thì thúc giỡn khóc giỡn cười. Chân trước chân sau, sang trái sang ngang, lắng nghe bao câu chuyện cười. Hài phương nam vui lắm à nghen.